Đây câu hỏi 3 điểm rồi. Anh yêu em. Nào, ngồi xuống đây đi anh. Chú em vẫn nhớ hợp đồng phải ký, chưa mang hợp đồng đến rồi đây. Nói đi, em đầu tư đã mất bao nhiêu tiền rồi? Không nhiều lắm, chỉ cần lần này lão chó vòng chạy trước, tôi sẽ thắng lại. Anh Dương à, tiền anh đã mang sẵn chưa? Khi nào tiền có thể vào tài khoản của em? Tiền đã sẵn sàng rồi, nhưng chú phải ký hợp đồng trước đã. Lê Công mở hợp đồng ra. Hợp đồng này là hợp đồng thế chấp thông thường, nhưng ở một nơi giữ 200 trang giấy là những điều khoản bóc lột dã man, bao gồm nếu tôi không thể trả hết nợ và lãi suất trong thời gian hẹn, toàn bộ tài sản và đỉnh bằng sẽ tự động chuyển vào tên Dương cáo già, hơn nữa còn phải tiếp tục trả lãi, sợ hãi các thứ. Nhưng lần này tôi biết trước tương lai rồi. Một tháng sau, lúc đó ông chỉ lo mà giữ cái mạng của ông, tất cả đều bị thay mà ăn hết rồi. Không vấn đề gì, tôi sẽ ký. Này, chờ đã, chủ Dương. Tiền thì sao? Tiền chỉ cần tôi ký một lệnh là tinh tinh. Lê Câu à, vậy là anh đã bán hết tâm huyết của bác Lê à? Trong lòng tôi rất khó chịu. Vậy anh cho tôi thêm chút tiền là được rồi. Hợp đồng này đã được ký, tôi cũng không biết nói gì nữa. Hợp đồng ký còn được tính không? Chờ đã, người anh em, có gì nói cho tốt. Nói mời nhớ. Em có một yêu cầu, em cần gì cứ nói tôi, miễn là tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố hết sức. Em thế chấp nốt cái biệt thự này cho anh. 200 triệu thôi. Thằng nhóc này bị hâm thật rồi. Như này thì khác gì Onin đâu. Con tưởng thằng nhóc này muốn tạm thời đổi ý, không gọi lại cho ta một món hời béo bở. Được. Nhưng biệt thự này của em không đến giá 200 triệu, 150 triệu, 300 triệu. Lãi suất hàng tháng cũng là 5%. Nhưng em có một điều kiện, cho em 8 ngày để chuẩn bị. 8 ngày nữa em sẽ chuyển ra khỏi biệt thự. Ha, 8 ngày nữa là kết thúc. Cho hai cha con này đến nhà là biến. Thỏa thuận vậy, thư ký Ly đưa cho ta hợp đồng, thêm một điều khoản bổ sung, biết rõ ràng theo ý nghĩa vừa thương lượng. Tôi nhìn lướt qua hợp đồng, sau khi xác nhận không sai, sau đó ký tên mình là Lê Câu. Khi nào tiền sẽ vào tài khoản em? Em đang hộ dùng đây. Có ngay. Tinh tinh, tài khoản của bạn nhận 3,3 tỷ. Giờ em bận đầu từ không tiện tiến mọi người. Đi thôi. Kể từ lúc tôi ký vào hợp đồng đó, tôi không có nhà nữa. Tôi không có thời gian để quan tâm đến hai cha con nhà Dương nữa. Tôi đang liên hệ với công ty xây dựng và công ty vật liệu. Tôi cũng phải chuẩn bị chỗ ở khác. Tôi tự thiết kế sơ đồ lâu đài kiên cố. Tôi lập tức mời 500 công nhân xây dựng bắt tay vào khu lâu đài trên núi, thực hiện kế hoạch cải tạo. Đầu tiên phải tăng cường hàng rào bảo vệ, lắp đặt lưới điện cao thế trên lan can xung quanh. Như vậy, thay ma bình thường không thể đến gần, chỉ cần thay ma chạm vào sẽ bị điện giật. Thứ hai, còn phải mở rộng mấy nhà kho đựng hàng nóng. Nhà kho dùng để lưu trữ vật tư, nhà kho được sử dụng để trồng tất cả các loại rau và trái cây. Nhưng tiếc là không thể nuôi gà, vịt, bò và cừu, bởi vì trong ngày tận thế, ngoại trừ con người, hầu như tất cả động vật đều biến dị, thực vật thì không. Thời tiết cũng thay đổi tầm ngày tận thế. Thứ nhất là ngày tím, mặt trời chuyển sang màu tím. Bất cứ nơi nào mặt trời màu tím chiếu sáng, toàn bộ động vật và thực vật biến đổi. Thứ hai là trăng tròn, mặt trăng màu đỏ tươi, nơi ánh trăng màu chiếu sáng, tất cả động vật và thực vật sẽ rơi vào trạng thái tấn công điên cuồng. Thứ ba là bão tố, bão đỏ quét khắp thế giới, mưa đá tã và sét đánh liên tục. Nó có thể biến đất liền thành biển, hay tự xanh đột biến trong nước mưa. Cá mập chẳng lớn sao lạ, thủy quái và các loại quái vật biển sâu khác sẽ xâm chiếm đất liền, bắt đầu một bữa tiệc máu. Chỉ cần bảo quản cho thực vật tránh được hai tia tím đỏ, không bị rông làm hỏng, thực vật sẽ không biến đổi. Vì vậy, tôi sẽ xây dựng một vài nhà kho, thêm kính chống độ trên đỉnh nhà kính và mang công lực phân tử cao hữu cơ UV. Như vậy, tôi có thể cách ly ánh sáng mặt trời màu tím và ánh trăng màu đỏ, đảm bảo cây ăn của phát triển bình thường. Nhưng đôi khi tôi phải ra khỏi căn cứ, đi đâu đó để tìm kiếm nguồn cung cấp, sân thay ma hay gì đó. Vì vậy, tôi cần một phương tiện di chuyển, một bộ giáp hạng nặng mã lực cao, siêu xe ngày tận thế với lốp chống nổ. Nghĩ đến đây, tôi lái siêu xe của mình, một chân đạp ga về phía nhà máy chuyển xe.